Xe cưới Mino, đơn vị cho thuê xe cưới số 1 Hà Nội. Số điện thoại 0926 688 688. Đợi anh chút, anh đi gửi xe đã nhá. Vâng ạ. My à? Chào em. Lâu rồi không gặp, dạo này anh thế nào? Anh vẫn thế, dạo này em thế nào? Tôi cũng bình thường, mà cũng mấy năm rồi ấy nhở. Dạo này vợ chồng mày kinh doanh tốt không? Thì cũng bình thường, chủ yếu là do khách quen từ trước lấy hàng thôi. Thế sao không mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới? Thì tao cũng muốn thế, nhưng mà marketing kém quá. À, hình như anh Đức đang làm về marketing đúng không? Ờ, anh đang là nhân viên digital marketing. Thế thì tốt quá rồi, có gì anh giúp đỡ bọn em với nhá. Ờ, ok, có gì anh tư vấn giúp cho. À, anh Đức cho bọn em xin số điện thoại, có gì bọn em sẽ chủ động liên hệ ạ. Ờ, cũng được. Em đọc số đi, anh gọi vào cho. Ơ, anh Đức vẫn còn dùng con điện thoại bàn phím đấy à? Anh là người hỏi cổ thật đấy. À thôi, anh cho em xin số đi. Ok, anh gọi vào rồi đấy. Rồi, em nhận được rồi đấy ạ. À. Thôi, có gì bọn em xin phép đi trước anh nhá. Anh chào anh, bye bye, tao đi nhá. Cái gì? Chia tay á? Em nói thật chứ? Đúng vậy, mình chia tay đi. Em sao vậy? 3 năm yêu nhau, sao em nói từ chia tay dễ dàng vậy? Có gì mà không nói được chứ. Quả thực tôi không chịu đựng được anh nữa rồi. Anh làm sai điều gì à? Anh không sai, nhưng cái thân phận của anh sai. 3 năm trước tôi yêu anh, dù biết anh nghèo, vì tôi có niềm tin. Nhưng bây giờ tôi hết kiên nhẫn rồi. Sau 3 năm anh vẫn nghèo, như thế là sao? Anh đang khởi nghiệp, lúc đầu sẽ gặp khó khăn, em phải hiểu cho anh chứ. Em tin anh đi, rồi anh sẽ thành công. Thành công á? Bây giờ đến cái smartphone anh còn không có để dùng, vẫn dùng cái điện thoại cục gạch từ hồi sinh viên, anh không thấy nhục à? Có gì đâu mà nhục chứ. Điện thoại chỉ là thứ để nghe gọi thôi mà. Thôi, anh đừng có mà ngụy biện nữa. Chắc anh quen rồi, chứ tôi thì xấu hổ lắm. Mỗi lần đi với anh mà gặp bạn bè tôi, anh lôi cái điện thoại ra, tôi không biết giấu mặt vào đâu cả. Mà tóm lại là mình chia tay đi. Chỉ vì cái điện thoại mà em muốn chia tay á? Đúng, mà tôi nói cho anh biết, cái điện thoại nó không chỉ dùng để mà nghe gọi, nó còn thể hiện cái sự bần hèn của anh đấy. Em... Chào anh. Nhà em ở gần đây à? Ừ, nhà tôi ở đây. À, đợi anh chút nhá. Alo. Ừ, anh sắp về rồi đây. Ừ. Trời ạ, mấy năm trôi qua mà anh vẫn vậy nhở? Là sao? Thì vẫn bần hèn như thế, vẫn dùng cái con điện thoại cùi thế thôi à? À, anh... Tôi tưởng anh thành công thế nào, khởi nghiệp thế nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy thôi à? À, anh không như em nghĩ đâu. Bây giờ ai cũng dùng iPhone, điện thoại cảm ứng, chứ ai dùng điện thoại cục gạch nhanh nữa đâu. Mà còn nói thì anh cũng chẳng hiểu đâu nhở. Anh làm sao mà đủ đẳng cấp để hiểu được. Em. Ôi, chào sếp, sao sếp lại ở đây ạ? Đông à? Vâng. À, anh có việc qua đây một chút. May quá, gặp sếp ở đây, giới thiệu với sếp. Đây là vợ của em ạ. À, em ơi, đây là anh Đức, sếp tổng công ty anh đấy. Ô, sếp mới mua điện thoại Vertu rồi ạ. Em ơi, cái điện thoại Vertu mà sếp đang cầm ấy, nó đắt lắm, đắt bằng mấy chục con XS Max mà vợ chồng
Đưa sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ quảng cáo số điện thoại 0859 11 3333.